Xin chào cả nhà. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn mẫu nồi đầu điện Kangaroo model KG278 và KG279. Đối với đây là hướng dẫn sử dụng của nồi lẩu điện, và đây là thẻ bảo hành của Kangaroo chính hãng. Đối với model KG278 thì mẫu được sơn màu đỏ, và mẫu KG279 là màu trắng. Các bạn lưu ý khi đặt hàng và chọn màu. Bây giờ mình xin giới thiệu đến các bạn cái nồi lẩu và các tính năng của sản phẩm. Đây là sản phẩm mà mình vừa mới bóc hộp ra để review cho các bạn xem và kiểm tra. Đối với cái nồi lẩu này rất là tiện dụng, có vung của nồi rất dễ cầm và sử dụng để đóng và mở. Phần bên trong của nồi thì có phần giá để hấp và lẩu rất là tiện, và có thể tháo ra và lắp vào tiện dụng. Bên trong nồi thì là phần chứa nước và hoặc là để hấp hoặc là để nước lẩu. Rất là sáng bóng của inox các bạn để ý. Đây là bảng điều khiển các tính năng của nồi. Đây mình đưa vào để thử các tính năng cho các bạn xem. Đây là tính năng nâng cái phần giá hấp hoặc là giá lẩu. Đấy, có thể đưa lên đưa xuống theo các cái theo ý của mình. Và đây là lên đến phần cao nhất của phần nâng, và các bạn có thể nâng hạ tùy theo ý. Đây là chế độ lẩu hotspot, hoặc đây là chế độ hấp của sản phẩm. Đây là chế độ cài đặt thời gian, mình thử bật lên để các bạn xem. Đấy, khi mà bật lên thì cái tính năng lẩu đang nhấp nháy thì các bạn bấm vào lẩu để đun. Đấy, hoặc là các bạn có thể chuyển chế độ là hấp nếu mà các bạn muốn hấp. Và đây là thời gian của sản phẩm, thời gian của chế độ hấp. Đó. Nồi là rất là tiện sử dụng, các bạn có thể tháo ra và vệ sinh sạch sẽ về phần khay hấp và phần nồi. Phần dây điện cắm có thể tháo rời, rất là tiện dụng. Phần chân đế của sản phẩm có các cái lỗ thông nhiệt, thông hơi để tản nhiệt cho sản phẩm được độ bền cao hơn. Đây là tem của Kangaroo, các cái thông số kỹ thuật về công suất, điện áp và kích thước, nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm rất rõ ràng.
Ok, đó là phần mình giới thiệu với các bạn cái nồi hấp và lẩu điện Kangaroo KG278, KG279. Xin chào các bạn.